Cúi cái đầu xuống. Đinh lồng nhạc vào. You want to meet at the garage at 8:30? Is that enough time for you or no? Yeah, what time is it right now? I'm gonna go home really quick and do 6 hours. I'm just gonna go home and change and do my hair. Why don't we meet you at your house? Yeah. 8:30 you're Lâm đi trong 3 tháng qua vậy. Xong nghỉ học mà không nói gì cho tôi biết. Sao cậu tránh mặt tớ? Sao lại tránh mặt tôi? Tôi làm gì sai không? Cậu không muốn làm bạn tôi nữa không? Đúng không? Có phải cậu không muốn làm bạn tôi nữa không? Câm à? Hay là câm rồi? Bị câm à? Hay bị điếc vậy? Không. Không nghe người ta trả lời à? Hay là bị điếc rồi? Thôi. Để tớ giải thích đã. Thôi đừng có nguyện chuyện nữa. Tớ không cần giải thích đâu. Cần giải thích không? Tớ bận lắm. Tớ có nhiều điều muốn nói. Xin lỗi. Cậu thôi đi, tớ có thời gian.